Bây giờ mình sẽ thấy sự tương đồng giữa cái ví kỳ lân và cái ốp lưng. Rất đẹp. Nếu như dùng cái ví cầm tay này, mình có thể bỏ được một cái điện thoại smartphone iPhone vô trong, cộng một cái smartphone Samsung ở bên trong. Nói chung là được hai cái nè. Hai cái. Rồi đây là đựng tiền, thẻ. Rồi bây giờ nếu như quý khách nào cần một combo như thế này, gồm có túi clutch, gồm có mũ lưỡi chai và ví cầm tay iPhone, rất đẹp. Nói chung là quý khách có nhu cầu về bất kỳ sản phẩm gì bằng chất liệu da cao cấp nhập khẩu này, da từ các nhà máy thuộc da hàng đầu cho các công ty thời trang lớn nhất, thì liên hệ với Kỳ Lân. Quý khách chỉ cần có ý tưởng sản phẩm, có nhu cầu sản phẩm, hoặc là muốn làm những cái gì độc quyền, độc đáo theo yêu cầu,